Tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày cái giai đoạn mà phát triển trái. Thì sự phát triển trái xoài có thể chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gọi là giai đoạn phân chia tế bào và hình thành các cơ quan. Thì giai đoạn này kéo dài từ giai đoạn sau đậu trái cho đến khoảng 28 ngày sau khi đậu trái. Thì giai đoạn này nó sẽ xuất hiện cái giai đoạn rụng trái non đợt 1, tức là khoảng 1-2 tuần sau khi đậu trái. Tức là những cái trái mà không có thụ phấn và thụ tinh, thì giai đoạn này thì sau giai đoạn này thì nó sẽ rụng. Và để khắc phục cái để mà giúp cho cái quá trình mà phân chia tế bào và hình thành các cơ quan tốt, thì thông thường giai đoạn này thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên cung cấp cái phân bón lá và NPK, trong đó đặc biệt là cái phân mà có tỷ lệ lên cao, ví dụ như là phân 1 tỷ lệ 1:21 thì chúng ta có thể sử dụng phân bón lá, thì giúp cho cái quá trình phân chia tế bào nó tốt hơn. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn này thì trái không có lớn, nhưng mà cái quá trình mà phân chia tế bào nó sẽ làm tăng cái tế bào, và đây là một cái tiềm năng để giúp cho cái trái nó có thể lớn khi cái giai đoạn nó phát triển nhanh. Thì để hạn chế cái vấn đề rụng trái non thì nó đòi hỏi phải được tưới nước đầy đủ. Thế thành ra là sau khi mà ra hoa và đậu trái rồi thì cái cây phải được tưới nước đầy đủ, nhưng mà thiếu nước thì nó có thể gây rụng trái non. Và để mà giúp cho nó hạn chế rụng trái non giai đoạn này thì các kết quả nghiên cứu thì cho thấy rằng cái việc mà phun các cái chất điều hòa sinh trưởng, trong đó cái nhóm oxin, thì thường là cái các kết quả cho thấy thì phun NA với nồng độ khoảng 20 ppm, hoặc là có thể kết hợp thêm zipperlin cỡ 10 ppm thì có thể hạn chế rụng trái non. Thì ở giai đoạn tiếp theo, giai đoạn rụng trái non đợt 2, tức là khoảng từ 2 đến 3 tuần sau khi đậu trái, thì cái lúc này thì những cái trái mà không thụ phấn và thụ tinh thì nó cũng sẽ rụng. Và giai đoạn này thì bắt đầu nó rụng, và chúng ta có thể phun cái chất điều hòa sinh trưởng NA, có thể cộng với zipperlin thì để hạn chế rụng trái non. Và giai đoạn thứ 3, đợt thứ 3 đó là khoảng 28 cho đến 35 ngày sau khi đậu trái, thì đây là cái giai đoạn mà thường là gọi là rụng cuối cùng, giai đoạn rụng sinh lý cuối cùng. Sau giai đoạn này thì cái trái hầu như nó không rụng nữa. Thì để khắc phục cái hiện tượng này thì những cái kết quả cho thấy là chúng ta có thể phun cái zipperlin cái nồng độ khoảng từ 10 đến 20 ppm để hạn chế rụng trái non. Thì ngoài ra thì chúng ta lưu ý thì trong cái giai đoạn mà đầu, tức là giai đoạn này, thì thường cái trái nó sẽ bị bệnh thán thư tấn công, và thứ hai nữa là nó thường là nó có thể là bị sâu rụng trái, hoặc là có thể là bị bệnh đốm đen vi khuẩn. Thành ra là khi mà trái bắt đầu nó đậu và nó hình thành các cơ quan, cái trái nó còn nhỏ, nhưng mà nếu mà chúng ta không có người sâu bệnh thì nó có thể là bị bắt đầu nhiễm sâu và nhiễm bệnh, và sau này thì nó sẽ rất là khó phát triển. Và cái giai đoạn mà thích hợp để bao trái, tức là khoảng 35 ngày sau khi đậu trái, tức là chúng ta sẽ bắt đầu bao trái. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển nhanh. Thì sau khi mà nó phân chia tế bào và hình thành các cơ quan thì bắt đầu, thông thường thì trong sản xuất thì chúng ta gọi là bước qua cái tháng thứ hai, thì vậy thì trái nó sẽ lớn rất là nhanh. Và muốn giúp cho cái trái mà nó phát triển nhanh thì thường chúng ta sẽ bón phân NPK với cái tỷ lệ là 1:1:1 hoặc là 2:1:1. Nếu mà cái cây mà nó sinh trưởng kém thì chúng ta phải dùng cái công thức có đạm cao, còn thông thường chúng ta có thể dùng tỷ lệ đạm lên kali bằng nhau là được. Và cái lượng phân thì lúc này thì thường thường là chúng ta sẽ bón lượng phân thì khá cao để giúp cho cái trái nó phát triển. Thì ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta có thể phun thêm nitrat canxi hoặc là canxi lorua, nếu mà mùa mưa cái nồng độ 0.1-0.2% ở giai đoạn khoảng chừng 40-45 ngày sau khi đậu trái, để giúp cho cái dách tế bào nó chắc thì nó ít có bị nứt trái. Còn giai đoạn trưởng thành và chín thì bắt đầu qua cái tháng thứ 3
Thì thường giai đoạn này thì cái trái nó đã phát triển tối đa rồi, thì vậy thì cái kích thước trái thì nó sẽ không tăng, nhưng mà giai đoạn này chủ yếu thì nó tăng khối lượng trái, và lúc này thì cái hột cũng đã bắt đầu trưởng thành, nó cứng, thành ra là nhà vườn gọi là giai đoạn cứng bao đầu. Thì thông thường thì đã qua cái giai đoạn thứ ba, tức là cái trái nó đã cứng bao đầu rồi, trái không có tăng kích thước nữa, do thành ra cái giai đoạn này nếu mà nhà vườn mà tiếp tục mà bón phân đạm để thúc cho cái trái, hay là phân bón lá thúc cho cái trái nó tăng kích thước, thì thường thường nó sẽ rất là dễ bị nhiễm bệnh và nó dễ bị nứt trái. Thì thông thường giai đoạn này thì để mà cho giúp cho cái trái có chất lượng và cái thịt trái chất khô nó phát triển, thì chúng ta sẽ tăng cường là bón cái phân kali có cái tỷ lệ cao, ví dụ như là phân 2, tỷ lệ 223 hoặc là 213. Và giai đoạn này thì chúng ta nên phun thêm cái nitrat kali với cái nồng độ khoảng 1%. Thì đây là các cái giai đoạn mà phát triển của cái trái xoài cát hòa lộc. Thì từ giai đoạn 0 cho đến 14 ngày sau khi đậu trái thì chúng ta thấy hầu như là trái nó không phát triển. Thì giai đoạn này chủ yếu là nó hình thành các cái quá trình nó phân chia tế bào. Thì giai đoạn này thì nó cần thiết phải được phun cái phân NPK với cái tỷ lệ lân cao để giúp cho cái quá trình phân chia tế bào. Thì nếu mà phân chia tế bào nhiều giai đoạn này thì giai đoạn mà phát triển nhanh thì nó sẽ với cái sự mà phân chia nhiều tế bào thì lúc đó cái trái sẽ có kích thước lớn. Còn nếu giai đoạn này mà nếu quá trình phân chia tế bào không có tốt thì cái trái sau này thì cái kích thước nó sẽ không có lớn. Thì qua đến giai đoạn thứ hai là từ qua giai đoạn 14 đến 28 ngày, thì giai đoạn này chúng ta thấy là bắt đầu cái hạt nó hình thành và kích thước trái nó cũng phát triển. Thì giai đoạn này là giai đoạn hình thành các cái cơ quan. Thì vậy thì chúng ta thấy như chúng ta trình bày là cái 100 dòng cái tháng đó, thì vậy thì nó sẽ có hai cái giai đoạn nhỏ là hình thành phân chia tế bào và hình thành các cơ quan. Và bắt đầu từ cái tháng thứ hai, tức là từ 28 đến 56 ngày, thì chúng ta thấy giai đoạn này là cái trái nó tăng kích thước nó sẽ đạt chiều dài, chiều rộng nó sẽ đạt tối đa, và khối lượng trái thì nó tăng rất là nhanh. Nhưng mà qua tới từ 56 ngày trở đi thì chúng ta thấy rằng cái trọng lượng trái thì nó vẫn tăng nhưng mà kích thước thì không còn tăng nữa, nó chỉ đạt kích thước tối đa giai đoạn 56 ngày thôi. Và vậy thì khối lượng trái chúng ta thấy là từ 56 cho đến 77 ngày thì sau đó thì khối lượng trái không có tăng nữa. Vậy thì qua giai đoạn này, tức là nó sẽ qua giai đoạn là trưởng thành và giai đoạn chính. Thì như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là qua cái sự phát triển trái, chúng ta thấy rằng nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn hình thành phân chia tế bào và hình thành cơ quan. Giai đoạn 2 là giai đoạn là tăng kích thước, và giai đoạn thứ 3 là tháng cuối cùng là tăng trọng lượng trái. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái kích thước trái thì nó chỉ tăng trong vòng tháng thứ 2, và cái trọng lượng thì nó tăng tháng thứ 3. Do đó thành ra là cái giai đoạn tháng thứ 3 này là chúng ta không có bón cái đạm cao để tăng kích thước nữa, mà chúng ta phải tăng cái tỷ lệ kali lên để giúp cho cái trái nó có cái tăng cái khối lượng và cái chất lượng. Thì đây là các cái giai đoạn mà phát triển của cái trái xoài như chúng tôi đã trình bày, tức là từ giai đoạn đậu trái cho đến trưởng thành. Thì bắt đầu 63 ngày sau khi đậu trái, tôi thấy là cái trái nó đạt kích thước tối đa, và lúc này thì nó chỉ tăng cái trọng lượng thịt trái thôi chứ không có tăng kích thước nữa. Thành ra thường nếu mà nhà vườn khi thấy là cái trái mà nó lớn, nó đã qua giai đoạn cứng bao đầu rồi mà trái có cái kích thước nó nhỏ, mà muốn tăng cái kích thước lên bằng cách là bón nhiều phân đạm, mà phun nhiều cái phân bón lá chứa đạm để cho cái trái nó phì lên, thì vậy thì đây là một cái sai lầm rất là lớn, tức là cái trái nó sẽ không thực tế không lớn được nữa. Mà nếu chúng ta tiếp tục chúng ta bón đạm thì nó sẽ tích lũy nhiều nước và nó rất là dễ gây cái hiện tượng nứt trái. Thành ra là giai đoạn này chúng ta chỉ tăng cái tỷ lệ kali lên để giúp cho cái trái nó tăng cái chất khô, và như thế thì nó mới có thể là đạt được cái chất lượng cao. Và đến khoảng giai đoạn 77 ngày sau khi đậu trái thì giai đoạn này chúng ta thấy rằng cái trái nó đạt đến phát triển tối đa và chúng ta có thể thu hoạch. Tuy nhiên thì lúc này thì nó chưa hoàn toàn là trưởng thành, thì tỷ trọng nó chỉ mới có 1 phết. Thành ra là khi mà chúng ta vú chín thì cái vỏ nó còn nhăn,
Và nếu chúng ta đợi tới khoảng hơn một tuần sau thì cái trái nó phát triển đầy đủ thì người dân ta gọi là nó nở dai, nó tròn, thì cái da nó chuyển qua màu, thì vậy thì nó phát triển đầy đủ. Thì như vậy thì thật ra cái trái mà như thế này thì nó rất hợp để tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên nếu mà xuất khẩu thì thường thường người ta thu hoạch ở thường giai đoạn khoảng 85 ngày sau khi đậu trái là thích hợp. Tại vì nếu mà chúng ta để trái quá trễ thì cái trái bên trong nó chín và lúc đó thì cái thịt nó bị chua, nó không phát triển. Tóm lại thì như vậy thì để mà có thể hiểu được cái đặc tính ra hoa, đậu trái và phát triển trái của cây xoài thì chúng ta lưu ý là cây xoài nó ra hoa là trên cái chồi tận cùng mà trên tròn 1 năm tuổi. Do đó việc đầu tiên muốn cho ra hoa là chúng ta phải kích thích cho nó ra đòn, cho điều. Cái này đậu trái là nó là thụ phấn là nhờ gió, nhờ côn trùng. Do đó thành ra là chúng ta phải hạn chế những cái việc mà sử dụng phân bón có thể ảnh hưởng đến vấn đề đậu trái. Và trong cái quá trình phát triển trái xoài thì trái xoài nó phát triển qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là 1 tháng đầu là hình thành phân chia tế bào và hình thành cơ quan. Giai đoạn tháng thứ 2 là trái phát triển nhanh thì nó cần cái lượng phân bón để nó phát triển kích thước trái. Nhưng mà qua giai đoạn tháng thứ 3 thì lúc này thì cái hột nó trưởng thành và nó sẽ tăng trưởng cái khối lượng. Thành ra lúc này chúng ta phải cung cấp phân bón để cho nó tăng cái khối lượng trái. Chứ nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta bón nhiều phân đạm để tăng kích thước trái thì nó rất là dễ gây ra hiện tượng nứt trái và rất là dễ bị bệnh.